Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em 5 mẫu công thức mở bài chung dễ đạt điểm cao áp dụng cho mọi tác phẩm văn học. Sau đây là mở bài 1. Đâu là cầu nối giữa quá khứ và tương lai? Đâu là thanh nam châm thu hút mọi thế hệ? Đó chẳng phải là văn học hay sao? Văn học vẫn luôn sống một cuộc đời cao đẹp, gắn liền với con người và kết tinh những giọt ngọc của thời đại. Tất cả những giá trị vĩnh cửu đó đã thăng hoa cùng ngòi bút của nhà văn, nhà thơ để tác phẩm, đặc biệt là đoạn trích, còn vấn vương trong trái tim biết bao bạn đọc. Mở bài 2. Nhiều thập kỷ trôi qua, bạn đọc ngày nay được sống trong sự đổi mới toàn diện, trong khi thế vươn lên của đất nước sẽ còn tìm thấy nhiều tầng ý nghĩa thú vị hàm ẩn trong tác phẩm của nhà văn. Thông qua hình tượng nhân vật, tác phẩm đã đặt ra những vấn đề tư tưởng thấm đẫm chất nhân văn, không chỉ có ý nghĩa nhất thời mà còn ý nghĩa muôn đời với tất cả mọi người. Mở bài 3. Nếu phải tìm bản nhạc hay nhất, có lẽ tôi sẽ chọn văn chương. Bởi chỉ khi đến với văn chương, người nghệ sĩ mới được tự do để trái tim dẫn dắt, được thể hiện quan niệm của chính mình, và rồi mang đến cho người đọc biết bao giai điệu cảm xúc với nhiều cung bậc. Và tác giả đã để tác phẩm của mình là nốt ngân đầy sáng tạo trong bản hòa tấu của văn học, đặc biệt là đoạn trích. Mở bài 4. Thời gian vẫn trôi đi và bốn mùa luôn luân chuyển. Con người chỉ xuất hiện một lần trong đời và cũng chỉ một lần ra đi mãi mãi vào cõi vĩnh hằng. Nhưng những gì là thơ, là văn, là nghệ thuật đích thực thì vẫn còn mãi mãi với thời gian. Tác phẩm của nhà văn, nhà thơ là một trong số những tác phẩm nghệ thuật như thế, đặc biệt là đoạn trích. Mở bài 5. Thời gian luôn không ngừng chuyển động. Chúng ta chỉ sống một lần trên đời với tuổi thọ luôn là một con số hữu hạn. Nhưng có một thứ luôn tồn tại song song cùng thời gian, đó là thơ, là văn, là những tác phẩm nghệ thuật đích thực. Tác phẩm của nhà văn, nhà thơ là một trong số những tác phẩm nghệ thuật như vậy. Hết. Chúc các em với 5 mẫu công thức mở bài chung này sẽ đạt điểm cao trong các bài thi.